chợ này rất lớn cả nhà. Mình review cái chợ Thuận Phát cho cả nhà xem này. Cái chợ này bán phải nói là đồ đạc. Đây là cái quầy trái cây này. Bán rất nhiều nha. Này nó lớn còn hơn chợ Hòa Bình à. Nhỏ. Quầy dài tuốt từ đây xuống dưới kia luôn kìa. Đây là về quầy rau rán không đó nha. Đây là mít. Nhìn thấy rau rán tươi không? Thứ là loại rau này, rau thơm đủ thứ loại này. Nhiều vô cùng luôn. Nè, cả nhà nhìn thấy không? Đây toàn người Việt đi chợ không này. Rộng lớn này, mênh mông luôn, mà sạch sẽ ha. Sạch sẽ lắm. Đây là về các loại khoai cả nhà. À cái này sẵn gì mà màu tím nhỉ. Đây là thuộc về các loại chả này. Khoai tây hả? Khoai tây cả nhà nha. Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy củ khoai tây kìa, 3 đồng 29 cent/pound này. Cái này luộc ăn hay sao? Thì mấy cái này là luộc hết. Nè, đủ thứ loại khoai này, thấy không? Thấy đủ thứ loại. Đủ thứ loại khoai này. À mua củ thôi. Khoai tây cũng ngon lắm á. Đủ thứ loại khoai cả nhà. Bên này là cái quầy chuyên về các loại chả, bổ viên, đủ thứ loại chả. Wow. Lẩu là mấy cái kia là về làm lẩu ăn hả, nó bán đầy đủ hết đó, đó nó bán từng cái đầy đủ hết đó, chỉ có về bỏ một lẩu ăn thôi đó. Sạch sẽ này, các loại chè này, đồ khô rồi chè này, nó ngọt sạch hết trơn, mấy loại cá này cá gì đấy, chè cái gì vậy này, đủ thứ loại chè kìa. Đậu phộng luộc luôn rồi kìa. Ô hà có dâm mì kìa phải không? Ở kia, đây này, dâm mì đâu rồi? Đó. Phải không? À, lấy một cái đi. Mình là khoái dâm mì cả nhà. À, dâm mì thì ăn ok. Đây là cái gì mà tôm hủ vậy? Mắm phải không? Mắm, bạc khía đó. Đây thêm một đây thêm quầy chả này. Đây là quầy chả bỏ viên này. Wow, nói là quá rất nhiều. Đúng. Lớn. Còn bên này là cái bán đồ đông lạnh. Trước mặt mình đây là quầy thịt với cá này. Này ăn lẩu ăn đồ là vào đây mua là có hết. Lẩu. Wow, phải đi chợ đi chợ chứ kìa. Làm sẵn hàng kìa. Đây là cái quầy thịt này. À, em muốn mua một là phải tới đầu kia. Đây cả nhà, quầy thịt tươi rõ luôn này. Thấy không? Đây không thể nào tươi hơn thật. Tươi mà nhìn coi như là... Bò để xào á. Ăn ở trong bò xào, cái loại này bao này một lần xếp này. Chọn thoải mái luôn. Đây này là người Việt mình đi chợ thôi cả nhà. À, đúng rồi, đầy đủ hết. Này là cái quầy thịt mà nó dài tuốt trước kia luôn cả nhà. Quầy thịt dài tuốt trước kia luôn được. Heo, bò, bên đây là gà này. Nhà nhìn thấy sạch sẽ không? Nó là sạch tưng luôn. Ở đây là quầy cá này. Ở đây đi là mỏi chân đó cả nhà. Đây nè, tôm cá này.
đầu kia là cái quầy cá tươi coi nhà này. Đây này, đây là quầy cá. Một số loại cá. Wow, tôm mà để cho cả hũ tôm. Siêu phút. Cái này là hàu một con là 99 xu cả nhà. Này có đây là có rẻ này, là hồ cua, cua này cua gì đây này, đây là gà, này là tôm mà, đó mực đó, mực năng nè, mực mà về hấp đó, hả? Mua cái mực này về hấp cả nhà, một con này nhiều lắm đó, mà phải mua một con thôi. Hả? Cua đó cua gì đó, anh chẳng hiểu cái cua gì đâu. Hả? Tròn đó. Cua nhện đấy. Cua nhện sống. Cua nhện sống. Trên ngày chắc mà cái cua ra tiền. Này cua có 3 đồng, 4 đồng, 4 đồng phao à. Này là cá làm sạch rồi cả nhà. Mực này này, mực này mình về mình nhồi thịt với tôm đó, có 5 đồng 61 xu thôi cả nhà, rẻ không? Đó. Đây con mực này không biết bao nhiêu tiền này. À con mực này 14 đồng một nang cả nhà. To. À, cái dãy này là bán gì đây nè. Ồ, phải nói là cái chợ này nó lớn mà lớn khiếp luôn đó. À, cái con này là con giảm này. Cua đồng hả? À cua đồng này. À, là cái gì? Cá chốt trứng kho sả, nó làm sẵn đây cả nhà này, cái này từ Việt Nam nhập qua cả nhà này, nhìn này thấy không? Đó, này cá chốt trứng kho sẵn này, cái này là trong này nó có cái thố luôn rồi, nó có cái nồi luôn cả nhà, là mình về mình chỉ có là hâm lại thôi. Ừ, cái này là cá gì? Cá đồng, cá bóng, cá kho tổ, cái này không biết bao nhiêu được tiền một cái nha, để mình coi này. À, cũng rẻ thôi nha, có 9 đồng một cái à. Trong này là nó có cái nồi, cái nồi luôn rồi cả nhà. Thấy không? Ủa, rẻ chứ. Này còn đồ Việt Nam nhập qua không à. Nè, cá lóc kho tổ nè. Ủa hà, cái nồi này mình ra mua bao nhiêu rồi? Mà tại sao là nó bán cái này có 7 đồng, có 8 đồng. Cái nồi này mua cả 5 đồng rồi. Thấy không? Trời trời, em mua cái nồi này xong bắt đầu em về xong bắt đầu lại làm cơm niêu. Thấy không? Ồ. Là ớt bằm thôi. Tươi luôn hả? Nè, ngon. Ớt bằm này. Em mua một hũ không? Hả? Bán đầy đủ hết cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Phải nói là không thiếu một cái món gì mà tươi luôn nhỉ. Không phải mà đông đông đá mà nó anh, nhìn anh nó ngon lắm. Súp tôm yum mua vịt này về thành tôm yum. Nè, riềng xả ớt, lá chanh. Tôm yum à? Tôm yum. Bây giờ mình mua cái vịt này về. Rồi mình nấu. Này có củ riềng nè. Lá chanh luôn. Ôi, thấy tiền không cả nhà? Mua vịt này về nấu tôm yum này. Đây phải nói cái này. Tôm yum này nó bán vịt này bao nhiêu? Ủa có đồng 99 cái này có đồng 99 cả nhà nè, có ớt, có sả, có riêng đầy đủ hết nè. Nè thấy không, làm tôm yum nè. Wow, mình cứ tưởng đâu đắt nha. Mà thật sự mà quá rẻ luôn á. Ngải bún này. Ngải bún này là làm món gì? Người ta nấu bún ta có con ngải nó. Còn đây là bún nghệ đông lạnh này. Ồ, còn đây là cả nhà biết rồi, khoai mỡ xay này. Khoai mỡ xay này về nấu canh tôm á, hết ý luôn. Nó có cái màu nhạt với màu đậm cả nhà. Ở đây là đa số hàng Việt Nam đưa qua cả nhà. Anh à, cái khoai mì này em mua về anh hấp lên còn ngon hơn là. Thì đó, nhìn ở đây cái bán. Đủ thứ mặt hàng đầy đủ hết. Khoai từ nè. Nhìn thấy không? Khoai từ nè. Chuối xác à? Đúng là phải nói là chuối xác. Chuối xác. Chuối xác. Em thấy cái này người ta cũng quảng cáo cũng dữ dội lắm. Chuối sáp, chưa ăn qua lần nào. Mua thử bịch về thử coi là như sao. Chắc khó ăn đấy. Em không biết, nhìn thấy nó gọi là chuối sáp. Gặp cái gì cũng muốn mua chứ, đồ nhiều quá. Bánh khoai mì. Mấy ít nhân đậu nè. Cái này ngon nè. Ít nhân đậu.
Ủa nó bán một bịch này sao có 4 đồng mấy nhỉ? Nó bán nó 6 cái mà có 4 đồng mấy cả nhà này. Ngon lắm. Trời trời cả nhà nhìn thấy nó ngạc nhiên không? Sao nó rẻ quá vậy? Cái bánh mà em hay ăn là em nhớ muốn xiên hay ăn này. Đồ đây này cũng ngon. Bán cô chỗ này 6 cái mà. 6 cái mà có 4 đồng mấy nhỉ? À đây này nó còn hết rồi này, bánh gai cũng có nè. Không thiếu một cái gì, nguyên cả cái freezer này là đủ thứ đồ ăn vặt đó cả nhà. Cô bánh chuối này, bánh tét này rộng. Đầy đủ hết luôn. Cái đó là cái gì? À, cái này rồi đó chị Liên hay muốn chuối nếp sao nè? Chuối nếp. Chuối nếp. Cái này là một cái đồ này chắc là chuối sáp nấu. À cái chuối này thì ta nấu nước chè sao? Chuối sáp thì nấu chè. Trời trời một cái gì, mấy bao nhiêu cái dạng như vậy luôn đó, đồ ăn Việt Nam. Đi sao cho nó hết được. Dạ. Cái là dừa gì mà cái này dừa gì? Cúc là chút nè. Có cái này mua về nhiều khi mình mua về ăn kho cá kho đồ gì đó. Cái này cũng uống được luôn đó, một đồng mấy à. Mặn cầu. Cô cho mặn cầu tươi đông lạnh. 2 đồng 99 cái. Dạ. Nó sao rẻ quá vậy? 2 đồng 99 hả? À, đây nè, hồi đó chị Liên cho hay mua cái này về chị xào bắp xào này mua bịch này về là ăn thôi nè. Rẻ. Cầu mang cầu. Xoài chua ngọt. À, xoài. Ủa cái này cái gì? Chanh dây à. Cái này là cái tắc hết cả nhà ơi. Bên này nữa nè, bên này nữa hả nè. Wow cái dạy này. Này là cái gì? Ồ ồ bánh mì. Bánh mì năng hả? Ồ em mua cái này về để em bên này mình nướng. Bánh mì này xong nó làm sẵn luôn hả? Nó làm sẵn đây cả nhà. Chỉ cần bỏ vào lò nướng thôi nè. Thử một cái thử. Ôi trời trời. Có nhiều loại lắm luôn á. Cái này mới là cái nhỏ này. Nhỏ vậy anh ơi. Nhỏ thì 1 đồng 79 nè. Còn cái lớn 2 đồng. Em nghĩ cái nhỏ này mình bỏ cái 2 đồng 29. Lấy cái nhỏ. Nhỏ lớn gì cũng được hết trơn. Không lấy cái thể cái nhỏ đi cho vừa cái này hay nè. Ăn bỏ lên nướng ăn. Nhiều khi anh không cần phải chạy ra mua nướng một cái lên ăn. Bánh khoai này, Việt Nam nó cho nhập đồ phải nói là bánh bò cũng được cái đúng cái chim luôn. Ừ, thiếu thứ gì, thương thiếu thứ gì. Cái gì cũng có. Hàng Việt Nam nhập qua Mỹ. Bên này hả nè, bên này là các loại chả nè. Thấy không? Chả chay. À. Trái cây tươi hả? Anh cái này là trái tắc à. Tắc đông lạnh về mình pha nước uống đó. Cá kèo chay nè, ôi trời cá kèo chay nè, đồ chay, cái này đồ chay. À, bên này nó là... đồ chay cả nhà. Chả mà cũng chả này nó làm chả chay rồi hết nè. Thấy không? Một chay hết rồi. Một chay hết rồi. Làm gỏi anh này, cao tiến vua này. Cái này mua về làm gỏi luôn rồi. Cao tiến vua có sẵn rồi. Tươi luôn ông mặt về. Bông điên biển. Gì? Bông điên biển bị ăn à, bông điên biển nè. Thì mấy nhà hàng đôi lúc người ta mua đây về nấu không cho nấu. Lâu lắm. Nhưng mà em nghĩ mấy cái đông lạnh này thì không ngon. Chợ thuần phát rồi nha. Trong cái khu này có bánh mì Linda nè. Trời trời, giờ này anh lớn mà không thiếu cái gì rồi. Đi hoài không hết. Mà cái gì cũng muốn mua. Dừa bào sẵn rồi đó. Dừa bào hả? Dừa bào sẵn rồi. Loại kim chi cả nhà. Mình mua một bình về ăn mì gói thôi cả nhà. Nhà này đủ thứ loại bánh này. À, đồ nhật thế sao á? Bánh gì đây nè? Bánh ngọt. À, bánh ngọt. Đủ thứ các loại bánh, đủ thứ các loại nước. Giống như là đồ của tàu. Của đây cái dạng này là của tàu đây. Này dạy bán đồ khô. Vua khô bò này cả nhà. Cái chợ lớn nhất ở Nam Cali cả nhà. Đây là quầy tính tiền cả nhà. Đây là chợ siêu thị Thuận Phát.
mới review chợ Thuận Phát xong cả nhà. Ở trong khu chợ Thuận Phát này nó có rất nhiều những cái gian hàng của Việt Nam này. Nó có bánh mì Linda này, nó có bánh mì Sài Gòn này. Quán này quán gì đây này ha này? Quán chia cà phê xin tố bánh ngọt thể thao à, cái chỗ này là quán cà phê đó. À, có nghĩa là quán cà phê. Ở trong này là có liên hoa nữa này. Liên hoa là chuyên về barbecue đúng không? Heo quay rồi đó. Nên cái heo quay hay liên hoa cũng nổi tiếng ở đây cả nhà. Còn cái bên này nữa là ở đây có cái tràng chim nữa ha này. Ồ, tràng chim. Đầu đầu kia là cái gì? Hưng mỹ vị. Hưng mỹ vị. Mì da. Ồ, mỹ vị mì da ba. Ồ, cái này nó cái chỗ mình hay ăn đó. Còn đây là có cái tràng chim tính ra là vậy là ở đây là anh thấy ba cái đó nha. Cái này là ăn vô rồi. À, kỳ đó anh vô với Tuấn với Tú đó. Cái này á, anh nhớ cái ngồi cao là cái này đây. Mỹ vị mì da ba. Cái chỗ mà em nói là mì khô ngon đó. Vậy là cái này là chi nhánh khác nữa, chi nhánh khác. Bồ đề này, thịt tâm chay này. Mì vị da. Yeah. Cái chỗ này là có phải mình ăn chỗ nào hả? Mì vị ăn mì khô mà đi ăn em nói là cái mì khô. Chỗ sát tràng chim cái gì? Cái này là mỹ vị mì da ba à, nhiều chỗ. Giờ mình đi ngang cái chỗ bánh mì Linda Trang Đài cho cả nhà xem này. À, trong cái shopping này thì nó nằm ngay đường, nó nằm ngay cái đường Beach với là đường McFadden cả nhà. Nhà mình đi ra đây thì cũng 10 phút. Đây trước mặt mình đây là bên phải mình đây là bánh mì Linda đây. Bánh mì này thì mình cũng có ăn qua rồi. Linda, bánh Linda sandwich. Cho cái tiệm mà làm cái cạnh. À, chỗ này là người ta hay ngồi uống, với nghệ sĩ hay ngồi uống cà phê. Giờ mình đi ra đây vào phải là gặp đường Bosa cả nhà. À, trước mặt mình đây cái tràng chim thì dạo này thì hơi xuống cấp rồi, nó không phải giống như hồi xưa. Rồi giờ mình chạy ra đường để đi về. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha.